Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tới 30% các trường học tại Việt Nam, tương ứng với khoảng 6,4 triệu học sinh, không có nước sạch và các điều kiện về cơ sở vật chất, môi trường an toàn để có thể quay trở lại trường học sau dịch. Đặc biệt với các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai, thầy cô và các em học sinh phải đối diện với rất nhiều những khó khăn. Với thực trạng trên, càng đòi hỏi sự quan tâm của các địa phương để các em học sinh có niềm vui trọn vẹn nhất khi quay trở lại trường học. Lớp mẫu giáo điểm trường Làng Ven, xã Ia Co, huyện Chư Sê là lớp ghép hai độ tuổi 4-5 và 5-6. Ngay khi có quyết định đi học trở lại vào ngày 4 tháng 5, cô giáo Trần Thị Tuyên phải đến từng nhà đưa trẻ ra lớp. Nhờ đó, sĩ số lớp ổn định là 36 em. Thế nhưng, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nên các nguyên tắc về giãn cách phòng chống dịch rất khó đáp ứng. Nhiệm vụ của những giáo viên ở điểm trường làng dân tộc thiểu số vốn nhiều vất vả lại càng nhọc nhằn hơn. Rất là khó khăn về cả lẫn là về kiến thức này, rồi về thêm là mình phải là vệ sinh cho các cháu kỹ hơn trước khi đến lớp. Giữa cô và trẻ thì còn bất đồng ngôn ngữ, vì vậy là một số cháu cũng không hiểu được, một số phụ huynh thì chưa nắm được cái cách phòng chống dịch bệnh này. Để phòng dịch hiệu quả, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Thế nhưng, ở các buôn làng xa xôi này, đó là một bài toán khó. Nhiều phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về phòng chống dịch, nên cô giáo vừa phải lo vệ sinh cá nhân, đảm bảo các biện pháp phòng dịch, vừa lo dạy dỗ trẻ. Tại hai lớp tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, công việc của những giáo viên trong mùa dịch cũng tất bật hơn. Cái tình hình cái dân trí ở đây á, cái vấn đề thực hiện các cái quy định y tế là rất là khó, vì cái phong tục của người địa phương á, buổi học đầu tiên á, là chỉ đạo tất cả các giáo viên chủ nhiệm phải hướng dẫn học sinh là cách rửa tay và cách phòng chống dịch bằng cái cách là vệ sinh thân thể và tránh là đi ra khỏi những cái địa bàn nơi xa xôi. Những điều tưởng chừng như đã thành thói quen của trẻ, nhưng ở các điểm trường làng, 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số thì điều này vẫn còn mới mẻ. Do vậy, mỗi giáo viên không chỉ có trách nhiệm với nghề mà còn cả tình thương với học sinh. Gia Lai có khoảng 1.200 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 45% dân số của tỉnh, chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Nhiều gia đình rơi vào cảnh vô cùng khó khăn, khiến cho niềm vui trở lại trường của nhiều em học sinh không được trọn vẹn. Tâm trạng ấy được học sinh ở điểm trường làng Kênh Chóp, xã Ia Nhìn, huyện Chư Pa chia sẻ trong những lá thư gửi vào hộp Điều Em Muốn Nói. Cái hộp Điều Em Muốn Nói này rất là giá trị và rất là ý nghĩa. Thông qua đó thì mình cũng nắm bắt kịp thời những chút quà nhỏ thôi. Ví dụ như là gói xôi, hộp sữa hay là gói mì á, là các cô cũng biết và giúp đỡ các em kịp thời. Nắm bắt được tâm trạng, hoàn cảnh khó khăn của từng em học sinh, Ban giám hiệu trường tiểu học xã Ia Nhìn đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời để các em yên tâm đến lớp trong mùa dịch. Hiệu trưởng sẽ phân công cho về cho các tổ sau mùa Covid để ủng hộ cho học sinh có gặp hoàn cảnh khó khăn, để động viên các em đến trường kịp thời. Thì nhà trường đã chỉ đạo phát động cái phong trào, đó là các lớp, các khối sẽ hỗ trợ cho những em học sinh khó khăn này bằng cách đó là quyên góp về lon bia này, ủng hộ mì tôm này, hoặc tiền, hoặc là có thể là bút. Em cảm thấy rất vui và mừng khi được tham gia chương trình vòng tay bè bạn. Chúng em mua được 5 thùng mì tôm và tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong dịch COVID-19. Những món quà từ tấm lòng của những người thầy, người cô và chính những bạn bè cùng lớp, dù nhỏ thôi nhưng là niềm động viên, điểm tựa tinh thần, giúp những em học sinh hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch. Quan trọng hơn là nó tạo niềm tin, sự đồng sức, đồng lòng của giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.